Trúc dậy mà thắng bóng rồi. Wow. Trúc thổi con bóng bự quá à, dậy mà thổi thôi. Mới vô làm sao? Sao đâu? Đứng nữa đi. Rồi sao nữa? Ờ. À. Nó lớn lên. Sót thổi vậy đó. Vậy đó hả? Thổi bóng bự coi, dạy ba thổi bóng bự coi. Không, ba dạy sót. Bởi rồi thổi tiếp tục đi, văng tùm lum. Tao cầm đàng hoàng lại coi, cầm gì kỳ vậy? Ừ, cầm gì đó. Rồi thổi đi.